Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Lăng Fitness. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà bới người thừa cân béo phì để chúng ta bắt đầu khởi động một cái buổi tập. Rồi, bài đầu tiên chúng ta sẽ tập cái bài này trong vòng 15 lần. Nào, bây giờ em thử tập cái này 15 lần. Hít thở đều, đúng rồi. Đó, với cái bài tập này, các bạn lưu ý là cái phần tay của các bạn ta tập đi 15 lần, đếm đủ 15 lần. Rồi, mở cái cánh tay ra, em mở cái cánh tay em ra. Ừ, đó, lên xuống, hít thở đều nha, đừng có để bị rớt cái tay của mình xuống. Đó, rồi 13, 14, 15. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ khởi động cái phần hông và chân. Với mỗi bên, chân là chúng ta sẽ tập 10 lần. Đây, em làm giống gì? 1, 2, co gối lên, đá tới. Mình co gối lên, đá. Đó, co cái đầu gối lên, co cái đầu gối. Rồi, chậm chậm thôi. Khi đá lên, hơi bẻ cái mũi chân vô một chút. Ừ, đúng rồi. 5, 5, đúng rồi, bình tĩnh. 6, 6, 7, 7, tốt. 8, 8, 9, 9, 10, 10. Rồi, ok. Tiếp theo chúng ta sẽ tập khởi động về cái tim mạch của chúng ta một cách rất là nhẹ nhàng và đơn giản. Ví dụ, đó là chúng ta sẽ đi nhịp nhàng chân tới trước. Sau đó chúng ta sẽ đi nhịp nhàng chân quay trở lại. Rồi, bắt đầu từ đây nè em. Rồi, tới. 2. Nhẹ thôi, chậm chậm thôi, chậm chậm thôi. Với cái bài này các bạn không cần phải chạy, các bạn chỉ cần nhẹ nhàng, chậm chậm và nhịp nhàng là được nha. Cứ bình tĩnh, hít thở. Nào. Cố lên, cố lên. Nhẹ nhàng, nhịp nhàng, hít thở. Đó, đi tới, đi tới, đi tới, đi lùi, đi lùi, đi lùi. Đi tới, đi tới, đi tới. Đi lùi, đi lùi, đi lùi. Rồi, ngưng. Tiếp theo, bài tiếp theo chúng ta sẽ vươn vai để khởi động cái tiền đình của chúng ta một chút. Bằng việc là chúng ta sẽ lên, xuống một chút. Tay đưa lên, xuống, chạm tay vô mũi chân. Tay đưa lên, rồi mỗi bên 5 lần. Bình tĩnh, hít thở đều, chạm. Rồi, nè, lưu ý nè, cái góc ngang nè, cái chân của em sẽ không có giữ thẳng. Em hơi trùng nhẹ cái chân một chút là được nha. Rồi, tiếp tục, mỗi bên 4 lần nữa, trùng nhẹ cái chân xuống một chút, đúng rồi. Tốt, tốt, tốt. Đây là cách khởi động rất là phù hợp để các bạn có thể bắt đầu một cái buổi tập khi cơ thể của bạn đang bị thừa cân, đang bị béo phì và lâu rồi bạn chưa vận động, chưa tập thể dục. Rồi, hãy lưu trữ cái video này và ghi nhớ các bài tập thể dục này, nó sẽ rất là phù hợp để bạn khởi động để chuẩn bị một cái chương trình lịch tập tại Ra Lăng Fitness. Rồi, xin chào các bạn.